Xin chào tất cả các em, hôm nay anh tiếp tục làm video hướng dẫn các em học hóa từ nói chung là từ con số 0 luôn nhé, dành cho những em học yếu hóa hoặc là học trung bình hóa. Đây là bài số 2, thì nếu như mà các em có thể xem lại bài đầu tiên mà anh nói, đó là bài về nguyên tử và số mol. Đấy, bài này nó nói về những cái kiến thức rất là đơn đầu tiên của hóa, đó là về nguyên tử và cái cách tính một cái công thức cực kỳ quan trọng trong làm bài tập hóa, đó là số mol. Thì hôm nay á thì anh sẽ giới thiệu đến các em một cái sơ đồ phản ứng chung mà anh rất là hay sử dụng, và hầu như đó là cái sơ đồ mà anh luôn mang theo khi mà anh học hóa. Đối với những em mà mất gốc hóa thì các em có thể học lại từ bài 1, còn với những em khác thì mình cảm thấy mình yếu phần nào. Ví dụ như các em yếu phần kim loại thì em xem lại phần kim loại nhé. Yếu phần phi kim thì xem phần phi kim. Anh sẽ để lại các cái link và đường dẫn đến từng phần cho các em xem. Thì hôm nay anh sẽ giới thiệu về cái sơ đồ mà anh hay sử dụng trong phản ứng hóa học, trong phản ứng chung. Và cái sơ đồ này các em có thể ghi lại để ứng dụng cho việc viết phương trình của mình nhé. Quan trọng nhất trong hóa là các em phải viết được phương trình phản ứng. Còn cái bước tính toán thì nó rất là đơn giản rồi. Đầu tiên, trong hóa thì luôn luôn có hai cái đơn chất quan trọng mà các em phải quan tâm. Đó là kim loại và phi kim. Thì đối với kim loại á, thì từ kim loại ta sẽ tạo ra được là oxit bazơ. Và từ oxit bazơ thì ta sẽ tạo ra được bazơ. Còn phi kim thì ta sẽ tạo ra được là oxit axit. Và từ oxit axit thì ta sẽ tạo ra được axit. Đó, đây là hai cái đơn chất căn bản và quan trọng nhất của hóa. Đó chỉ là kim loại này và phi kim. Từ hai cái đơn chất này thì các em sẽ tạo ra được các cái hợp chất khác quan trọng của hóa học. Đây là cái kiến thức này chỉ dùng cho hóa vô cơ thôi nhé. Còn hóa hữu cơ thì các em sẽ học những cái chất khác. Và những cái chất mà nó đối diện với nhau này thì nó đều có cái phản ứng với nhau hết. Kim loại sẽ phản ứng được với phi kim, oxit bazơ sẽ phản ứng được với oxit axit, và bazơ sẽ phản ứng được với axit. Những cái chất mà nó nằm bên tay trái này thì nó đều có khả năng phản ứng với chất nằm bên tay phải, tùy sức mạnh của từng chất. Ví dụ như là kim loại nó cũng có thể phản ứng được với axit, nhưng mà về chung á thì là những cái đối diện nó sẽ phản ứng được với nhau. Còn cái việc mà các cái chất ở bên này nó có phản ứng với các cái chất khác trong cái nhóm của bên kia không thì nó phụ thuộc rất lớn vào cái độ mạnh yếu của cái chất đó. Các em chỉ cần ghi nhớ cái sơ đồ này là ok rồi. Và những cái chất đối diện với nhau này phản ứng với nhau thì cái sản phẩm luôn tạo ra là có muối. Đấy. Và anh sẽ giới thiệu từng cái đơn chất và hợp chất một lần lượt đến tất cả các em. Và có những cái dạng bài tập đi kèm luôn để các em có thể làm bài tập tương ứng với cái phần của cái chất đó luôn. Ngoài ra trong hóa học á, một cái phần các em phải quan tâm đó là các cái phản ứng. Thì phản ứng nó rất là nhiều loại phản ứng với nhau này. Ví dụ các em có thể vào cái trang này cunghocvui.com á, thì chúng ta sẽ thấy rằng rất là nhiều các loại phản ứng. Và học nói chung là loạn đầu luôn. Nhưng mà có những cái phản ứng chúng ta mới học á thì chúng ta nên quan tâm, dành cái sự ưu tiên cho nó. Đó là phản ứng trao đổi. Đấy. Các em nên nhớ rằng để các em đi được từ học sinh yếu, học sinh trung bình hóa lên đến học sinh giỏi, là học sinh khá giỏi hóa, thì một cái điều cực kỳ quan trọng mà các em phải ghi nhớ đó là mình chỉ tập trung vào những cái phần quan trọng thôi. Còn những cái lan man bên ngoài hoặc là những cái kiến thức nâng cao á thì mình đừng nên quan tâm đến. Mình chưa nên quan tâm vội. Mình phải nắm vững được các cái cơ bản đã, thì mình hãy quan tâm và học những cái kiến thức nó khó hơn. Thì ví dụ đây là phản ứng trao đổi này, đây là một cái những cái phản ứng mà nó cơ bản và nó rất là phổ biến trong hóa học. Đấy. Ví dụ em thấy phản ứng giữa Ag2RO4 và FeCl3 thì nó tạo thành sản phẩm, thì nó sẽ trao đổi là cái gốc Al này là kim, Ag là kim loại này, đây là bạc này. Nó sẽ thế chỗ sắt. Đấy, em sẽ thấy là bạc nó thế chỗ sắt và nó thành cái chất AgCl này.
Và tương tự, sắt nó cũng sẽ quay sang nó thế chỗ bạc. Để nó chiếm vị trí trong AgSO4 thì nó thành sản phẩm là FeSO4 3 lần. Thế. Còn cái việc mà các cái con số này 2, 3 này hóa trị của nó thì anh sẽ hướng dẫn cụ thể hơn ở cái phần kim loại hoặc là phi kim tương ứng với những cái chất này nhé. Đó. Thì các em nhớ là cái phản ứng trao đổi đơn giản là việc các cái gốc này nó sẽ thế chỗ của các gốc khác trong hợp chất. Đó. Ví dụ bạc nó vào nó thế chỗ của sắt trong hợp chất FeCl3 và Fe nó quay ra nó thế chỗ bạc trong Ag2SO4. Đó. Đây là cái phản ứng rất là căn bản và quan trọng này, các em phải quan tâm đến nó thôi. Và bắt đầu từ bài sau anh sẽ hướng dẫn cho các em về chuyên đề luôn, tức là các cái dạng kiến thức và bài tập liên quan đến phần đầu tiên, đó là phần kim loại. Đấy, chúng ta sẽ học về cái phần kim loại trước. Và trong cái quá trình học thì các em nên nhớ rằng là hóa học thì mình luôn phải có bảng tuần hoàn ở máy tính nhé, để mình làm. Thì ở trong bảng tuần hoàn này các em thấy nó sẽ có cái viền đỏ này, nó sẽ phân cách. Từ cái viền đỏ này trở về phía bên trái thì tất cả những cái chất này đều là kim loại hết. Đó. Và từ cái viền đỏ này trở về bên phải thì tất cả các cái chất này là phi kim. Em thấy có thể thấy là cái bảng tuần hoàn nó nhiều nguyên tố như thế này, nhiều thế này. Nhưng mà hầu như chúng ta chỉ học trong khoảng 40 nguyên tố đầu thôi. Từ số 1 này, em thấy các cái số ở trên đây là số thứ tự của nó cũng chính là cái số proton trong hạt nhân á. Cái này anh có nói ở bài 1 rồi nhá. Thì mình chỉ học hầu như là học đến cái nguyên tố, đến cái ô số 40 này, hầu như là tất cả các chất là mình học từ 1 đến 40 thôi. Đấy. Và cái điều thú vị ở chỗ là trong hóa học thì từng nguyên tố nó đều có những cái tính chất riêng, mặc dù là ví dụ như là trong cùng một cái nhóm này, tức là trong các cái cột dọc này, thì nó sẽ có tính chất là có những cái tính chất như nhau, nhưng mà từng nguyên tố nó sẽ có cái tính chất riêng, giống như bản thân các em vậy, mỗi người đều có một cái sự khác biệt với những người xung quanh, không ai giống ai, thì hóa học nó cũng như thế, mỗi một nguyên tố nó có một cái đặc trưng riêng, nó không giống với các nguyên tố khác. Đấy, cho nên là cái việc học hóa nó vừa khó khăn nhưng mà nó cũng rất là thú vị, bởi vì những cái nguyên tố, mỗi nguyên tố có một cái tính chất riêng mà các em cần phải quan tâm, cần phải tìm hiểu thì mới biết được tính chất của nó. Đấy. Và ngoài ra thì nếu như mà các em có những cái câu hỏi thắc mắc, các em có thể comment ở ngay phía dưới video. Còn không thì các em có thể vào trong nhóm này, anh có cái nhóm mất gốc hóa này. Đấy, dành cho những người mà kiểu mất gốc, không nhớ gì hết, không hiểu. Hoặc là kể cả em có gốc rồi nhưng mà em chỉ có một cái vài phần nào đó em không hiểu, chưa hiểu rõ, thì các em có thể vào đây. Và hoặc là có thể vào nhóm chat này, có nhóm chat này, thì em có thể vào đặt câu hỏi. Anh sẽ rất là sẵn lòng giúp đỡ các em bất kể câu hỏi nào liên quan đến hóa học nhé. Và bắt đầu từ bài sau thì anh sẽ giới thiệu đầu tiên về cái phần kim loại, là các cái dạng bài tập, các cái tính chất của kim loại. Các em chú ý theo dõi nhé. Nếu như các em cảm thấy hay và muốn theo dõi kênh thì các em hãy ấn đăng ký. Ấn đăng ký. Đó, có nút... À không, đây là trang của anh rồi. Có nút đăng ký kênh để có thể xem được những cái video mới nhất mà anh đăng lên nhé. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Và hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.